Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên, cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Thời gian vừa qua thì Uyên đã chia sẻ cho chúng ta quyển sách Từ Bạn Đời Đến Bạn Đạo, Yêu Trong Tỉnh Thức của tác giả Tuệ An. Và hôm nay thì chị Tuệ An đã gửi đến cho kênh của chúng ta một quyển sách khác, một quyển sách mới của chị Tuệ An có tên là Lặng. Đây ha, đây là một quyển sách mà chị Tuệ An vừa mới gửi cho bên Uyên nè. Thì trong một quyển sách này chúng ta sẽ có đi kèm là một cái tờ cảm ơn, đây là một cái tờ thư cảm ơn của bên phía chị Tuệ An gửi ha, rất là chỉn chu, rất là đẹp. Và đây là quyển sách Lặng, vẫn đang được bao bọc rất là đẹp ở đây. Với quyển sách này thì chúng ta sẽ có một cái câu ghi chú thêm ở bên dưới, các bạn có thể thấy nè. Lặng, rồi ở dưới là lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ an. Nghe thì thấy là rất là thú vị đúng không nè. Đây cũng là lần đầu tiên mà Uyên cầm ở trên tay quyển sách này. Uyên cũng muốn review một chút xíu để cho chúng ta có thể biết thêm về cái quyển sách này ha. Đầu tiên thì cái điểm mà Uyên đánh giá rất là cao ở quyển sách thì quyển sách này được in màu hoàn toàn mọi người ạ. Được in màu. Sách này tất cả các trang đều được in màu, chữ rất là to rõ ràng, design cũng rất là đẹp. Một cái tông màu xanh xanh nghe nhìn rất là mát mắt ha, rất là mát mắt. Ở quyển sách này thì chúng ta có tổng cộng là 205 trang. 205 trang. Uyên đọc sơ qua một chút xíu thì cái quyển sách này là tập hợp những câu chuyện đời có thật và hết sức giản đơn. Những câu chuyện chẳng có nhiều kịch tính, cũng chẳng hề được tô vẽ màu mè, chỉ là có sao thì để nguyên như vậy. Tuy nhiên tôi tin rằng nếu bạn lắng tâm đọc và dừng lại, suy ngẫm, chắc chắn sẽ nhận ra nhiều bài học nhẹ nhàng mà ý nghĩa sâu sắc, mà chân thành, được gửi gắm trong từng dòng chữ. Cuốn sách này cũng đã đưa ra một quy trình cụ thể để thực hành trở về với sự tĩnh lặng trong cuộc sống. Hãy kiên trì rèn luyện để lấy lại sự thăng bằng cho tâm hồn, để biến mỗi giây phút đều trở nên tươi đẹp bạn nhé. Đây là một cái trích đoạn trong cái phần thư cuối, ở cuối sách của chị Tuệ An viết. Ở đây có chữ ký của chị Tuệ An mọi người. Đây ha, có chữ ký của chị Tuệ An này, gửi ký tặng cho Uyên này. Và cái quyển sách này thì, để Uyên xem ha. Mục lục chúng ta sẽ gồm là 3 phần. Phần 1, lặng và những câu chuyện đời. Phần 2, Ấn Độ, lặng trong huyên náo. Phần 3 là hành trình 21 ngày trở về với sự tĩnh lặng. Không biết mọi người cảm thấy như thế nào chứ Uyên thì Uyên đang rất là háo hức để có thể đọc được cái quyển sách này. Và vì lý do bản quyền, cũng giống như là những quyển sách khác Uyên chia sẻ ở trên kênh YouTube này của Uyên, thì Uyên sẽ không được chia sẻ quá 50% nội dung của quyển sách. Cho nên là trong quyển sách này nãy Uyên có nói là có tổng cộng là 205 trang, thì Uyên sẽ đọc chia sẻ cho mọi người hết trang 113 nha mọi người. Uyên chia sẻ cho mọi người hết trang 113. Còn lại thì mọi người nên, Uyên khuyên thôi, nên mua sách giấy ủng hộ cho chị Tuệ An, cũng như là để giữ cho mình một cái bản giấy cầm ở trên tay như vậy này. Cái cảm giác khi mà mình cầm một quyển sách giấy ở trên tay nó đọc rất là khác với cảm giác khi mà chúng ta ngồi nghe hay là chúng ta đọc e-book ở trên màn hình điện thoại, máy tính các kiểu. Cho nên là các bạn có thể mua sách giấy ủng hộ cho tác giả này, giữ làm kỷ niệm này. Và Uyên có đính kèm đường link mua sách ở trong phần mô tả video ở bên dưới, cũng như là ở trong phần bình luận ở bên dưới. Nên bạn nào yêu thích có thể mua sách ủng hộ cho tác giả nha. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung của quyển sách ngày hôm nay, Lặng của tác giả Tuệ An. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lặng, lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ an. Tác giả Tuệ An. Phát hành bởi Happy Academy và nhà xuất bản Dân Trí. Diễn đọc Thủy Uyên.
Phần 1. Lặng và những câu chuyện đời. Lặng lẽ bước đến, ta lặng yên ngồi, mắt nhìn đồi núi, rồi nhoẻn miệng cười. Thấy đàn bướm trắng lượn xoay vòng quanh, tâm hồn đầy nắng, buồn qua rất nhanh. Một mình. Ở cuộc sống hiện đại này, người ta dễ dàng tìm thấy sự đủ đầy về vật chất, nhưng lại thật khó khăn để chạm tới được hạnh phúc trong tâm hồn. Không quá nếu nói rằng đa số vấn đề mà con người hay gặp phải là bởi vì họ không biết cách làm thế nào để ngồi lặng yên trong những lúc cần thiết. Những khoảng lặng trong cuộc sống thực sự có giá trị to lớn trong việc nuôi dưỡng một tâm hồn bình an. Hãy dành cho chính mình vài phút lặng mỗi ngày, bạn nhé. Nếu bạn thấy khó để tĩnh lặng, thì hãy bắt đầu bằng việc tập ở một mình xem sao. Cách này tuy đơn giản mà lại hiệu quả lắm. Những ngày xưa, sau khi kết hôn và sinh con với biết bao bế tắc, tâm hồn mong manh yếu đuối. Tôi sợ ở một mình vô cùng. Một phần vì tôi chẳng biết phải làm gì khi ở một mình. Con người hay kỳ lạ vậy đấy. Làm thì dễ, để không làm mới khó. Một phần vì tôi sợ cô đơn, sợ cảm giác không có ai ở bên. Hoặc khi ở bên cạnh nhau mà lại thấy xa cách, có những nỗi lòng chẳng thể bày tỏ, nhìn vào mắt nhau mà chỉ thấy xa xăm, trống rỗng. Cảm giác đó thật tệ. Thế mà giờ đây, mỗi khi ở một mình, tôi lại thấy an yên đến lạ. Tôi có biết bao thứ nên làm khi được ở một mình. Nào là tự thưởng thức một ly trà ấm do mình pha. Nào là tĩnh lặng chăm sóc tưới tẩm những cái cây xanh xinh đẹp. Nào là vẽ một bức tranh, viết vài dòng chữ, hay có khi là ngồi xuống thở, rồi lại mỉm cười, rồi lại thở, lại cười. Không có ai ở bên tôi mà thật ra lại như cả thế giới, cả vũ trụ này đang ở bên tôi vậy. Tôi được chở che, được ôm ấp bởi chính mình, cũng như biết bao điều kỳ diệu vô hình xung quanh. Tại sao cùng là ở một mình mà lại khác nhau đến thế? Sự khác biệt này nằm ở thái độ có đang kết nối sâu sắc với hiện tại hay không? Nếu có sự kết nối sâu này, thì tâm ta dễ an lắm, vì nó không còn chạy nhảy lung tung nữa. Nó chịu đứng yên chút đây rồi. Nó không còn mòn mỏi trông ngóng những tình thương hay sự công nhận quan tâm từ người khác nữa. Rồi nếu chịu khó rèn luyện điều này nhiều, thì tâm ta sẽ vẫn an, không chỉ ở trong cảnh an, mà còn ở trong những cảnh bất an, những biến động, đổi thay sắp tới. Và có một bài thơ mới đã được sáng tác trong buổi sáng đẹp trời, khi tôi ngồi một mình trong ánh nắng lung linh. Một mình đâu phải cô đơn, căn phòng ấm, chén trà thơm, yên nghe gió thổi từng cơn, tâm hồn mỗi ngày mỗi lớn. Chia ly. Phải đi bao xa, bon chen hỗn loạn trong cuộc sống này bao lâu, để có thể nhận ra mọi điều chúng ta nỗ lực, chẳng qua chỉ vì một chữ an. An yên, an tâm, an toàn, bình an, an lạc. Tất cả chỉ vì an, những gì chúng ta nỗ lực tìm kiếm cho đến cuối cuộc đời, đôi khi cũng chỉ đơn giản là sự ấm áp và niềm hạnh phúc đích thực trong ngôi nhà tâm hồn của chính mình mà thôi. Có nhiều tiền cuối cùng cũng chỉ để an, đạt được địa vị cao cuối cùng cũng chỉ để an, mua nhà to, xe đẹp cũng chỉ để an. Giữa một thế giới mà ai ai cũng khao khát chinh phục, phát triển, có nhiều thành tựu và trở nên nổi bật. Thật khó để hài lòng và nhận ra những gì mình đang có, phải không? Rồi có bao giờ ta tĩnh lặng mà nhìn thấy, chẳng nắm bắt gì nhiều, thậm chí còn an hơn là nỗ lực nắm bắt để an vậy? Cuối cùng ta cũng sẽ thấy
Chẳng thành tựu nào sánh bằng những giây phút được ngồi yên vui, mỉm cười bên cạnh người mà ta thương. Đôi khi người đó là một đối tượng khác ngoài ta, nhưng cũng đôi khi người đó lại là chính bản thân mình. Nhẹ nhàng, thư thái, yên bình, ánh vàng rực sáng bình minh, thênh thang biển rộng tâm mình, đã thương xin chọn nghĩa tình. Nghĩa tình, nhắc đến hai chữ giản đơn đó, rất nhiều người quen thuộc, nhưng mấy ai hiểu rõ, mấy ai làm được. Cùng một ngày, tôi đã chứng kiến thêm sự vô thường của cuộc đời. Khi có cặp đôi trẻ vừa ly hôn thì hàn gắn được và đi đăng ký lại. Thật mừng cho họ. Hy vọng họ đã học được bài học của mình sau những chia ly để trân quý nhau nhiều hơn nữa. Lại có cặp đôi già đã ngoài 60 tuổi, con cháu đủ đầy, những tưởng đã đến lúc tận hưởng cuộc sống an nhàn, thì lại đang mệt mỏi, ức chế, phân chia tài sản, tiền bạc để rời xa nhau. Tôi thấy người vợ với mái tóc trên đầu đã bạc quá nửa, gương mặt đầy những nếp nhăn, không chỉ của tuổi tác, mà còn của những toan tính, khó chịu, sân hận tích lũy nhiều năm, không ngừng nói xấu, mắng chửi người chồng bằng những ngôn từ thậm tệ nhất, lo vun vén được nhiều tiền nhất về phía mình. Có lẽ với bà, khi ly hôn đã chẳng còn gì, thì việc có nhiều tiền trong tay vẫn sẽ giúp tâm lý thấy an toàn hơn chút ít. Tôi cũng thấy người chồng già, ông đã gầy đi rất nhiều sau sự tan vỡ cuối đời mình. Bàn tay run run, ánh mắt thất vọng. Có thể đàn ông đến tuổi này, họ không còn muốn nói nhiều để xả ra bên ngoài nữa. Ông chỉ lặng lẽ nuốt sự giận dữ vào trong và chợt buồn cho chính mình. Chẳng biết còn sống được bao lâu mà cuộc đời bỗng tồi tệ quá. Đôi lúc nhẫn nhịn không được, phần xấu tệ bên trong ông lại bộc phát mãnh liệt qua những hành động và lời nói thiếu tử tế. Mà có lẽ ông cũng chẳng ý thức được mình đang muốn gì, đang làm gì. Hai con người đầy tổn thương không ngừng dằn vặt nhau. Liệu lỡ đến ngày trái gió trở trời, một trong hai người về bên kia thế giới, thì liệu người còn lại có hối tiếc điều gì hay không? Biết rằng ai cũng có nỗi khổ và lý do riêng để biện minh cho những hành xử của mình. Nhưng giá mà họ biết tĩnh lặng trong lúc cần thiết để bớt nói lại, ngừng hạ thấp giá trị của đối phương, cũng là giữ cho mình thêm vài điều tốt đẹp. Trong hôn nhân hay cả khi ly hôn, thì chúng ta vẫn luôn cần những khoảng lặng thật sự để biết quay trở về chăm sóc vết thương trong tâm hồn, chữa lành những bất mãn, sân giận thì mới có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Điều quan trọng thế mà mấy ai hiểu được. Hôn nhân rồi sẽ đưa ta về đâu? Nghĩa tình bao nhiêu năm chung sống, liệu có còn lại gì sau những tan vỡ? Được chia bao nhiêu tài sản sau khi ly hôn, liệu có quan trọng bằng chút tình thương và những sự ngọt ngào ta đã có với nhau? Chợt tôi nhớ đến câu nói mà người ta hay nói: chết đi rồi, tiền bạc vật chất có mang theo được không? Hay những gì ta đã nghĩ từng là của ta giờ sẽ thuộc về người khác? Chỉ có những gì ta chọn trao đi vô điều kiện, xuất phát từ trái tim thì mới còn ở lại mà thôi. Khi còn yêu nhau, chúng ta thường tin rằng tình yêu sẽ đưa ta đến một kết thúc viên mãn. Đó chính là đám cưới với niềm vui của nhiều người. Rồi sau đám cưới ấy, chỉ mỗi tình yêu thì lại không đủ cho một cuộc hôn nhân bền vững. Vì ngoài điều kỳ diệu đó, chúng ta còn cần biết bao hành trang từ sự hy sinh. Lắng nghe, thấu hiểu, chấp nhận, bao dung cho cả mình và người ấy. Kết hôn là để hạnh phúc, nhưng có mấy cặp đôi chịu ghi nhớ kỹ cái đích ban đầu đó khi chọn đến với nhau? Để rồi con người ta hay quên điều này lắm. Cứ mãi miết muốn được chứng minh, chứng tỏ bản thân, muốn được ghi nhận, công nhận mình là tốt, mình là đúng. Nhưng bạn có thể đúng hoặc bạn có thể hạnh phúc, vì cũng chẳng ai có thể đúng mãi trong tình yêu. Vì cái đúng của mình chắc gì đã đúng với người ấy. Chúng ta luôn là những cá thể riêng biệt với những suy nghĩ khác nhau. Đừng để nhiều năm trôi qua, hôn nhân dẫn lối chúng ta đến bế tắc, mâu thuẫn,
khổ đau. Rồi ta lại đổ thừa tại người này, tại điều kia, mà chẳng bao giờ tin và chấp nhận mọi điều đến với mình là do chính mình. Yêu thì thật đẹp, cũng thật nhiệm màu, hôn nhân thì khác, ta đi về đâu? Ánh dương hạnh phúc hay là khổ đau, đều do ta chọn, chớ đổ thừa nhau. Không sự hạnh phúc nào có thể được xây dựng bằng việc gây ra tổn thương cho những người xung quanh. Cả người đàn ông và người phụ nữ đã ngoài 60 đó đều nghĩ rằng thật sai lầm khi trước đây đã đến với nhau, thật lãng phí khi đã không quyết định dứt khoát với nhau sớm hơn. Cứ cố giữ lấy cái vỏ vì con vì cháu, hay chính xác hơn là vì cái sĩ diện của bản thân, trong khi cái ruột của mối quan hệ đã mục nát và chẳng còn gì từ lâu. Giá mà biết buông tay nhau sớm để bớt khổ, giá mà ngày xưa chọn người khác để gắn bó, chắc sẽ tốt hơn. Thế nhưng, tương lai sẽ là một khái niệm mông lung và bất định. Ta đâu thể biết được ngày mai của mình sẽ ra sao? Thậm chí là không biết giây sau, phút sau mình sẽ như thế nào? Chính vì không nắm bắt được hai chữ tương lai mà nhiều người cứ mặc kệ số phận, sống buông thả và chưa thực sự hết mình. Có lẽ họ nghĩ rằng đời còn dài, việc gì phải vội. Nhưng họ không biết chính câu nói hay là lối suy nghĩ ấy sẽ cản bước chân họ khám phá những điều kỳ diệu, khám phá tình yêu trong cuộc đời này. Có thương nhau rồi cũng phải chia ly, có oán nhau rồi cũng phải ra đi. Thương hay oán cũng là giả tạm. Khi sinh tử thật gần. Nếu chỉ còn một ngày để sống, hãy tận hưởng cuộc đời này hết sức có thể. Nếu không thì bạn sẽ phải hối hận. Có thể bạn cũng giống tôi, tuổi chưa đủ già để cận kề cái chết, cũng chưa tự mình trải qua một cơn biến cố thập tử nhất sinh hay bạo bệnh để biết lằn ranh của sinh và tử mong manh đến thế nào. Nhưng có lẽ khi đã sống được vài chục năm trên cuộc đời này, bạn sẽ dễ dàng chứng kiến những cái chết đến bất ngờ xung quanh bạn. Tôi có một người cô bên chồng, cô rất xinh đẹp, dù đã đến tuổi về hưu. Cô nhìn trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều, mái tóc bồng bềnh, nước da trắng, mịn màng. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên tôi về làm dâu, khi cô nhìn thấy tôi rửa bát bằng tay không trong bếp, cô đã nói: "Đeo bao tay vào đi con, hỏng hết da tay bây giờ. Phụ nữ làm gì thì làm, vẫn phải biết chăm sóc bản thân, nghe chưa?" Cô trong mắt tôi luôn nhẹ nhàng, thấu hiểu và hy sinh cho những người xung quanh. Đặc biệt khi chú, người chồng của cô, mắc bệnh ung thư dạ dày. Giai đoạn đó, vì nhà cô ở tỉnh nên cô chú thường xuyên lên nhà chúng tôi ở thủ đô để thuận tiện cho việc chữa trị. Chú đau ốm, cô một tay chăm sóc, nấu nướng, đưa chú đi viện, chạy vậy tìm hiểu bác sĩ nào tốt, bệnh viện nào có chuyên môn để giúp chú vượt qua căn bệnh nan y này. Cô trở nên phi thường và mạnh mẽ như một nữ siêu nhân vậy. Hình như cô luôn có một niềm tin sắt đá rằng chú rồi sẽ ổn, sức khỏe của chú rồi sẽ tốt lên. Thế rồi, trời không phụ lòng người. Kết quả điều trị của chú sau những ca phẫu thuật, những đợt hóa trị đã có kết quả tốt. Chú gần như đã chiến thắng được ung thư nhờ sự tiếp sức từ tình yêu thương và nghị lực của cô. Những tưởng mọi chuyện đã ổn, đến một ngày mùa hè nóng nực, tôi lại thấy cô chú đưa nhau lên Hà Nội. Lần này không phải vì chú mà là vì cô. Cô nói: "Cô phải đi khám thôi, cô thấy đau tức bụng quá, đau mấy tháng nay không đỡ. Khám bệnh viện ở tỉnh, họ nói bị viêm ruột gì đấy, rồi cho thuốc uống mà cũng chẳng khá hơn." Ngày hôm sau, khi đi khám về, tôi thấy cả chú và cô đều trầm xuống, chẳng nói chẳng rằng. Gương mặt trở nên u ám. Thì ra, khi khám tại bệnh viện lớn ở Hà Nội, bác sĩ bảo cô có khối u, nằm ở ngay túi mật, khá to,
nhưng cũng chưa biết là lành hay ác. Cần phải làm vài xét nghiệm và sinh tiết sâu hơn. Những khoảng thời gian tiếp theo tôi cũng không nhớ rõ chi tiết vì mọi chuyện xảy ra rất chóng vánh. Cô mắc ung thư, đang ở giai đoạn cuối, đã di căn rồi. Bệnh của cô còn nặng hơn chú nhiều. Cô được chỉ định phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức. Sau khi cô trở về phòng hồi sức, hai vợ chồng tôi có vào thăm cô. Cô chỉ nằm đó với hàng loạt các ống và dây dợ cắm xung quanh người. Lúc đó cô vẫn còn tỉnh táo, vẫn có thể trò chuyện được với chúng tôi. Cô bảo không hiểu sao ăn uống cũng cẩn thận, sống cũng tốt mà cả hai vợ chồng đều mắc căn bệnh quái gở này. Phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính xong, cô được chỉ định hóa trị, nhưng hình như cũng chỉ được 1-2 đợt, thì do cơ thể yếu không thể tiếp nhận được hóa chất, nên bệnh viện trả cô về. Lúc này, gia đình gần như đã chuẩn bị hậu sự. Chúng tôi lại về thăm cô, vợ chồng tôi đều sốc khi nhìn thấy cô lần này. Cô như một cái xác không hồn, miên man, không còn tỉnh táo, cũng chẳng ăn uống được gì. Cơ thể chỉ còn da bọc xương. Khi ra về, chồng tôi nói: "Em ơi, sao nhanh thế? Mới có mấy tuần thôi, sao cô từ một người xinh đẹp hoạt bát đã thành ra thế này rồi?" Tôi nghẹn lời: "Đúng là nhanh lắm. Đời người chẳng có mấy chốc, nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ được là cô lại đi nhanh như thế. Thật không ai ngờ." Rồi thời gian trôi qua, đến ngày giỗ đầu của cô, chúng tôi lại về quê thăm viếng. Hai vợ chồng lại quay sang nhìn nhau. Cô mất đã được 1 năm rồi. Ai rồi cũng sẽ chết, tôi cũng thế, bạn cũng vậy, nên sống thế nào cho đúng đây? Nếu không tin vào việc cái chết có thể đến rất gần, thì ta cũng sẽ chẳng biết nên sống thế nào cho tử tế. Cuộc sống này đẹp vô cùng nhưng cũng mong manh vô cùng. Bạn nghĩ sao nếu chúng ta chỉ còn 1 ngày để sống? Nếu chỉ có 1 ngày nay để sống, bạn có còn muốn sân hận nữa không? Nếu chỉ có 1 ngày nay để sống, đâu mới là tiếng nói ở nơi lòng? Nếu chỉ còn 1 ngày nay để sống, những nỗi buồn xin hãy hóa hư không? Nếu chỉ còn 1 ngày nay được sống, nguyện cho đi lời ngọt dịu chân thành. Xin hãy sống như 1 ngày còn sống, vì đời nay sự sống quá vô thường. Ham tranh đấu thắng thua ta giành được, mà nhẫn nhường ta giữ được tình thương. Sáng tác: Tường Ân, một học viên dễ thương và tài năng của tôi, tại chương trình Yêu Thương và Tự Chữa Lành, tháng 12 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, hãy cứ treo đi yêu thương, cứ vui cười và đừng nhốt mình trong những vỏ ốc tù túng thêm 1 giây nào nữa. Chúng ta cần phải bay nhảy, phải sống cho ra sống và đôi khi có thể phá bỏ giới hạn của bản thân. Không chừng, chúng ta sẽ nhận lại nhiều điều quý giá. Và tình yêu chân thành có thể phá bỏ ranh giới giữa con người, cũng có thể sẽ nâng đỡ và dìu dắt bàn chân ta bước ra một thế giới mới. Đừng mãi chìm vào vòng xoay bon chen mà quên tận hưởng cuộc sống nhé. Bởi lẽ, cuộc sống luôn ấm áp và chan chứa yêu thương để dành cho những ai xứng đáng. Yêu thương. Xin lỗi bạn đọc vì có thể tôi đã để bạn buồn khi mới đầu sách mà đã kể những câu chuyện mất mát. Giờ tôi sẽ bù lại bằng việc kể bạn nghe một câu chuyện vui nhé. Đó là câu chuyện về bố tôi. Bố là người cho tôi rất nhiều thứ, đặc biệt là tình thương và sự thiện lương. Đôi khi bố mẹ tôi cãi nhau cũng vì bà bảo ông suốt ngày bao đồng đi giúp đỡ ai đó, rồi bị người này người kia lợi dụng. Ông thì chẳng nghĩ vậy. Ông chẳng giàu có, cũng chẳng địa vị cao. Tiền bạc vật chất chẳng có nhiều, nhưng cứ giúp được ai thì hết lòng. Ông thương người và đặc biệt là rất thương tôi.
Reng reng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là bố gọi. Tối nay về nhà ăn cơm nhé, bố rán nhiều nem lắm. Nem, món ăn yêu thích nhất của tôi. Nhân đậm đà với vỏ giòn rụm, thật là kích thích khẩu vị. Đa phần khi đi ăn bên ngoài, lúc gọi đồ ăn, tôi thường gọi nem rán. Nhưng dù đi biết bao nhà hàng, từ bình dân đến 5 sao, 6 sao cũng có. Nhà hàng của những đầu bếp nổi tiếng cũng có. Tôi chưa từng thấy ai làm nem ngon như bố tôi. Có lẽ đối với riêng tôi là vậy. Vì tôi biết món nem của bố có nhiều một thứ gia vị đặc biệt. Đó chính là gia vị yêu thương. Tình yêu thương vô điều kiện được trộn lẫn vào nhân dành cho một cô con gái vụng về trong việc nấu nướng. Nhưng ông rất đỗi thương yêu. Yêu đến nỗi, chiều đến nỗi, mỗi lần tôi định động tay vào bếp, bố lại nói: "Lên nhà đi, để đấy, bố làm tí nữa là xong." Rồi lại đến lời dặn: "Này con, sáng mai cuối tuần đừng dậy sớm, ngủ đi, phải ngủ thật muộn, nghe không?" Tôi bông đùa: "Đứa con gái thành ra không biết nấu ăn và ngủ muộn thế này cũng là tại bố hết." Bố chỉ cười: "Giỏi cái khác được rồi." Tình yêu thật sự là như thế. Đi bao xa, sống bao lâu, tôi mới chợt nhận ra nem nhà vẫn là ngon nhất. Yêu thương là một sức mạnh kỳ diệu luôn có trong mỗi người, vì chúng ta được sinh ra từ tình thương của cha mẹ, của vũ trụ. Cũng nhờ được nuôi dưỡng bởi tình thương mà ta lớn lên. Khi năng lượng yêu thương được tuôn chảy trong từng tế bào của bạn, mọi tiêu cực dần tan biến. Những vết thương dù là mới mẻ hay cũ kỹ đều được chữa lành. Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhu cầu được yêu thương của con người nhiều hơn bao giờ hết. Vì dường như sự kết nối giữa chính chúng ta với suối nguồn yêu thương bên trong mình đã bị bế tắc bởi nhiều toan tính, sân giận, sợ hãi, nỗi đau. Đôi khi, chiếc cốc tình yêu của ta đã cạn kiệt, đến nỗi chẳng còn gì để mà san sẻ cho người khác. Chỉ khi tĩnh lặng lại, ta mới dễ nhận ra sự thiếu thốn hay đủ đầy đang ngự trị tại tâm hồn mình. Để nhìn thấy tình yêu thương vẫn luôn ở đó, chỉ chờ một ngày ta tỉnh thức chạm tới và đem nó ra để kết nối, trao tặng, sẻ chia với những người khác. Bằng cách đó, yêu thương lại được nhân đôi. Đừng để ngày ngày trôi qua, cái gì chúng ta cũng có nhiều hơn, đủ đầy hơn, mà tình yêu thương và sự bình an thì lúc nào cũng thấy xa vời. Tại sao để chúng ta tự yêu lấy bản thân mình lại khó khăn đến thế? Tại sao chúng ta phải tìm kiếm sự xác nhận, sự chấp nhận, công nhận và thừa nhận từ người khác nhiều đến thế? Tại sao chúng ta luôn tìm kiếm tình yêu, luôn mong những người bên ngoài mình phải chịu trách nhiệm cho việc yêu thương của chúng ta đến thế? Không sức mạnh nào lớn hơn tình yêu thương thuần khiết, chân thật. Tình yêu thương ấy có thể giúp chữa lành cả thế giới này. Cây và đất. Sáng hôm sau, tôi dậy muộn và sau khi ăn sáng bằng vài chiếc nem ngon lành bố làm còn sót lại tối qua, tôi lại đi chăm cây. Cứ nơi nào tôi hay ở là nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cây. Nhà của tôi, nhà của bố mẹ tôi, văn phòng Happy Academy hay cả khu đồi rộng lớn gần chục hecta mà sau này sẽ được kiến thiết dành khu hàm dưỡng tâm hồn cho cộng đồng tên là Happy Garden. Vì sao tôi lại yêu cây đến thế? Vì con người thì động, cây thì tĩnh. Cho dù nắng gió, mưa tuôn, cây cũng chẳng thể tự mình di chuyển hay trốn chạy đi nơi khác. Cây vẫn luôn ở đó, chẳng chống đối, chẳng né tránh. Dùng tất cả những gì cây có từ bên trong để đối mặt với những ngoại cảnh bên ngoài. Học cách thích nghi từng chút một. Để từ những điều bất lợi khó khăn, có những điều kỳ diệu được hình thành như một bông hoa ngát hương. Tôi yêu cây, tôi nuôi dưỡng chúng, ngắm nghía chúng, nói chuyện với chúng, học hỏi từ chúng.
Và sự thật là tôi đã học được rất nhiều. Cây cối cũng là thầy giáo của tôi đấy. Tôi học được rằng để cây cối tươi tốt không cần nhiều tham vọng, đòi hỏi hay vật chất. Chúng chỉ cần được chăm sóc đúng cách và yêu thương. Và cây thì cũng gắn liền với đất. Cây lớn lên được cũng nhờ đất ấp ôm, nuôi dưỡng. Đất có khả năng chứa đựng và chuyển hóa vô cùng mãnh liệt. Bón phân xuống đất, phân sẽ tan ra thành biết bao chất dinh dưỡng quý giá. Đổ nước xuống đất, dù là nước sạch hay bẩn, đất cũng chẳng từ nan mà thấm hết vào lòng không chút chê bai, phán xét. Với tôi, không gì thú vị hơn khi mỗi khi ra ngoài trở về được ngồi giữa khu vườn nhỏ, đầy những chồi non xanh tươi, uống một tách trà, vẽ một bức tranh, làm một bài thơ, mỉm cười khi quan sát hơi thở của chính mình. Nghe thật đơn giản phải không? Thế nhưng để có những giây phút an nhiên như thế, ẩn đằng sau là thật lắm công phu. Từ việc dám tách bản thân khỏi những sự ồn ào xáo trộn, thu mình bé lại để kết nối với thiên nhiên cây cỏ, chọn lựa từng hạt giống, từng cây con, gieo chúng xuống, chăm sóc chúng, tưới tẩm, yêu thương chúng. Một trong những loài cây mà tôi đam mê nhất, đó chính là sen đá. Chúng thật sự rất đặc biệt. Sen đá là biểu tượng cho ý chí kiên cường, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, bởi sức sống mãnh liệt. Có thể sống ở những nơi khô cằn sỏi đá. Và khi một chiếc lá sen đá rụng xuống, nó có thể nảy chồi và từ đó mọc lên cây mới. Những cánh lá sen đá đan vào nhau tượng trưng cho một tình bạn bền chặt, tình yêu gắn bó hòa hợp và những mối quan hệ hoạn nạn có nhau. Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng sen đá khó trồng lắm, vì tôi trồng cây nào cũng được một vài tuần là rụng lá rồi chết. Sau này tôi mới biết rằng vì tôi yêu sai cách mà thôi. Tôi để cây trong phòng điều hòa thay vì nơi ban công nắng gió. Tôi tưới nước hàng ngày thay vì chỉ một tuần mới tưới một lần. Thậm chí cũng chẳng thèm tìm hiểu kỹ cách trồng và đặc điểm của cây trước khi nuôi. Cứ đem y nguyên cách chăm mấy cây lá kiểng trong nhà cho một cây sen đá. Đến khi tôi hiểu rằng đã không yêu thương thì thôi, còn đã yêu thì dù là người hay cây cũng phải yêu đúng cách mới được. Lúc đó, chẳng mấy chốc tôi đã có cả một vườn sen đá đẹp xinh ngay giữa lòng thành phố, mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức. Chẳng riêng gì sen đá, con người cũng vậy thôi. Đã lỡ rung động vì nhau, yêu thương nhau, xin hãy tỉnh thức mà biết yêu mình, yêu người đúng cách. Tôi yêu cây một phần cũng vì khi nhìn sâu vào những nụ hoa, những chiếc lá xanh non, tôi thấy cả thế giới màu nhiệm từ ánh nắng, những hơi ẩm trong không khí, hạt mưa, thấy cả tình yêu thương chứa chan từ đất mẹ. Càng nhìn sâu lại càng thấy nhiều điều kỳ diệu. Hãy tập nhìn sâu trong mọi hoàn cảnh, con người, sự vật và hiện tượng mà bạn có cơ hội tiếp xúc. Bạn sẽ thấy nhiều điều mà đến chính bạn phải bất ngờ. Khi tĩnh lặng và nhìn sâu, ta dễ bỏ qua được những bề mặt, hiện tượng bên ngoài để chạm vào bản chất đích thực. Không nhìn sâu được thì nào có thể thấu hiểu? Mà không thấu hiểu được thì nào có thể yêu thương? Cần lắm sự nhìn sâu vào chính mình để thấy những điều tốt và xấu, những hạnh phúc và nỗi đau, những khát vọng cùng đam mê mãnh liệt. Cần lắm sự nhìn sâu vào người khác để thấy đằng sau thành tựu hay sự bình an là một tâm hồn vững vàng đã được rèn luyện trong gian khó. Để thấy đằng sau sự giận dữ là một tâm hồn yếu đuối, mệt mỏi, cần được sẻ chia. Để thấy đằng sau những giây phút khó chịu vẫn là một con người cần được yêu thương. Sen đá. Từ chiếc lá nhỏ xíu, có cả chậu cây xinh, đủ màu sắc lung linh, khiến tim mình xao xuyến. Suốt đêm ngày lặng thinh, chẳng âu lo chuyển động. Trong lá thì có hoa,
trong hoa thì có lá. Yêu cây cần đúng cách, chớ tưới nước quá nhiều, để nắng gió sớm chiều mầm non thêm vững chãi. Yêu cũng cần thấu hiểu để nâng đỡ thiện lành. Chẳng thể yêu linh tinh, hãy yêu trong tỉnh thức. Tĩnh lặng và nhìn sâu. Có một lần, vì tổ chức liên tục chuỗi chương trình yêu thương và tự chữa lành từ Nam ra Bắc mà tôi bị khản tiếng. Dù đã hết sức quan tâm và chăm sóc bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng vấn đề này nặng đến nỗi suốt nhiều tuần mà tôi vẫn bị mất giọng, không thể nói chuyện bằng chất giọng ấm áp trong trẻo như bình thường. Nhưng tôi cũng chẳng thể trì hoãn hay dừng chuỗi chương trình này, vì hơn ai hết tôi biết có hàng ngàn người từ khắp nơi đang chờ đón từng ngày để có mặt trực tiếp tại yêu thương và tự chữa lành, để được giải bày những nỗi khổ, niềm đau của họ, để cảm nhận năng lượng yêu thương và hạnh phúc. Thế là chương trình tiếp theo tại Hà Nội vẫn được diễn ra, khi diễn giả, nhà chữa lành chính là tôi, có giọng nói như một chú vịt đực. Trước ngày diễn ra chương trình, tôi cùng đội ngũ đến hội trường để chuẩn bị. Và trong lúc cao hứng, tôi lại mời một bạn chơi đàn guitar để cất giọng hát một bài. Ca khúc thú vị đó đã được quay lại và gửi lên nhóm chung của Happy Academy. Bạn đời của tôi xem đoạn video đó và ngay lập tức nhắn lại. Bảo bà Tuệ An về nhà ngay, giọng thì kinh khủng như vịt đực thế kia còn hét hò cái gì? Tôi chợt nhớ ra, hôm đó cũng là ngày anh ấy bay từ Đà Lạt về Hà Nội. Giai đoạn này anh ấy đang đi tu học cùng một vị thiền sư, nên khoảng vài tháng mới về nhà một hai tuần. Tôi đã sống với anh ấy hơn một thập kỷ, nên mặc dù những người cộng sự của tôi không hiểu sao anh ấy lại nói gay gắt hay khó chịu với tôi về một chuyện tưởng chừng đơn giản như vậy. Nhưng tôi thì hiểu anh ấy rất rõ. Tôi có thể nhìn sâu vào bên trong anh ấy mà hiểu rằng đằng sau lời nói có vẻ chê bai kia chính là một sự quan tâm tới tôi. Thật ra anh ấy muốn nói rằng: "Em ơi, anh rất thương em. Giọng em nghe vẫn ốm như vậy, em đừng hát nữa, em về nghỉ ngơi cho khỏe, được không?" Như đã nói, rõ ràng khi nhìn sâu vào một người đang cộc cằn, bạn sẽ thấy những bất mãn, thậm chí là cả tổn thương cùng những điều tốt đẹp đang tồn tại song hành. Nhìn sâu vào nụ cười của một người, bạn cũng có thể nhận ra đó đơn giản chỉ là một nụ cười xã giao đơn thuần. Hay đó là một nụ cười tươi mát, chân thành, đến từ sự bình an chân thật bên trong họ. Nhìn sâu vào bữa cơm gia đình, bạn sẽ nhận ra biết bao công sức của người thân, từ đi chợ mua thực phẩm, đến cắt gọt, chế biến, xào nấu, bày biện. Nhìn sâu được rồi thì đồ ăn dù rất ngon hay có hơi mặn chút, nhạt chút, nhiều dầu chút cũng chẳng thành vấn đề. Nhìn sâu vào một lời nói, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra thông điệp thật sự đằng sau lời nói đó. Nhìn sâu được thì sự cảm thông và thấu hiểu sẽ được mở rộng, trí tuệ hay sự hiểu biết đúng đắn cũng sẽ dần phát triển. Ngược lại, nếu chẳng chịu nhìn sâu, nếu chỉ thấy và hiểu mọi thứ cạn cợt, thì chúng ta sẽ khó mà thấy được bản chất vấn đề. Đôi khi sẽ dễ buồn, dễ giận hờn vu vơ lắm. Mà để nhìn sâu được thì cần cả một quá trình luyện tập kiên trì, tập sự tĩnh lặng, biết ngồi xuống thật yên để lắng, để nghe, để nhìn. Bằng việc tĩnh lặng và nhìn sâu, tôi cũng nhận ra được vẻ đẹp tâm hồn của một người mà tôi có cơ hội tiếp xúc. Đó chính là nét đẹp riêng biệt, không hề trùng lặp với bất cứ ai. Hơn nữa, tâm hồn của một con người chứa đựng những điều gì sẽ quyết định tới thái độ, hành vi của người đó trong cuộc sống. Một tâm hồn thường xuyên được chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ đẹp đẽ, tươi xanh, thì những thái độ, hành vi của người đó cũng thường sẽ lạc quan, tích cực, dễ thương. Vì thế mà người khác cũng sẽ có xu hướng
thích được ở gần những người có tâm hồn đẹp, trong sạch. Những nét đẹp giản dị, chân thành từ cuộc sống cũng góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của con người. Thay vì tìm đến chốn phồn hoa, náo nhiệt, chúng ta có thể chọn lối sống gần gũi với thiên nhiên, với sự tĩnh lặng nhiều hơn. Khi cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của cuộc sống qua những gì bình dị nhất, tâm hồn của chúng ta cũng trở nên phong phú hơn. Hãy thử đứng trước đồi núi hùng vĩ hay biển trời mênh mông mà xem. Đôi khi chúng ta dễ cảm thấy bình an và những vấn đề của bản thân dần trở nên nhỏ bé. Hãy thử đắm chìm vào một buổi sáng đẹp trời, im lặng leo đồi hoặc đi dạo biển. Những buồn phiền rồi sẽ được sóng cuốn trôi hết. Chỉ cần bước ra bãi cát, hít một luồng khí mặn là đã thấy tâm hồn bớt nhạt đi biết bao. Sự kết nối vô hình. Bước lặng im trên bãi cát trắng tinh, nghìn trùng sóng khiến trái tim thức tỉnh, hít vị mặn cho tâm hồn bớt nhạt. Làn gió thổi bay muôn ngàn khao khát, sóng cuộn trôi xóa dấu chân trên cát. Giữa biển trời ta bỗng gọi tên nhau. Bài thơ này tôi làm khi ngồi đón bình minh trên bãi biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngồi trên những lớp cát trắng mịn còn vương hơi ẩm của bóng đêm chưa tan. Xung quanh bóng tối vẫn đang bao trùm. Không gian tĩnh mịch vang lên những tiếng sóng vỗ ì ào đều đặn. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, dang rộng hai tay, nhắm nghiền đôi mắt như để cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa chính mình với vũ trụ. Bỗng vang lên trong tâm trí tôi một câu nói lặp đi lặp lại. Mẹ thiên nhiên ơi, con đang ở đây. Tôi cứ nằm đó và tận hưởng sự yên bình. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi chỉ mở mắt ra khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời bắt đầu tách khỏi những mảng mây xám, chiếu rọi xuống mặt biển. Lấp lánh như hàng ngàn những viên kim cương, ngọc trai quý giá. Sự kết nối và tình yêu thương vô điều kiện chính là những gì có trong tôi vào khoảnh khắc đấy. Tôi biết tôi không chỉ là con của cha mẹ mình, mà tôi còn là con của biển, của đất, của mây núi, của mặt trời, của gió, của thiên nhiên, của vũ trụ này. Vì tôi đã được nuôi dưỡng và lớn khôn bởi tất cả những thực thể hữu hình lẫn vô hình kỳ diệu đó. Nếu không có ánh nắng, không có ngày và đêm, tôi nào có thể tồn tại? Những người mẹ vô hình của tôi đang ôm lấy tôi, bất kể ngày đó tôi hạnh phúc hay khổ đau. Bất kể ai đến rồi đi, bất kể vinh hay nhục, thành công hay thất bại. Những sự kết nối vô hình đó mạnh mẽ đến mức tôi lại thốt lên một lần nữa thành tiếng. Mẹ ơi, con đang ở đây, con thấy mẹ rồi đây. Mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên luôn chặt chẽ và mật thiết như thế. Có thiên nhiên mới có con người. Ở cùng thiên nhiên, hòa mình vào đất mẹ mới thấy chúng ta nhỏ bé. Bao vui buồn, vinh nhục, tưởng chừng to lớn lắm, mà rồi cũng hóa hư vô. Tôi vẫn hay trò chuyện với những người nhiều tổn thương hay có vấn đề về tâm lý rằng hãy trở về với thiên nhiên đi. Thiên nhiên luôn có cách rất riêng và hiệu quả để chữa lành cho con người. Khi đối diện với những tổn thương tinh thần, những người hiện đại có xu hướng tìm đến tiệc tùng, mua sắm hay vui chơi giải trí như một cách để xoa dịu bản thân, để cân bằng tâm lý trong nhịp sống thị thành náo nhiệt. Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ việc thong dong giữa một cánh rừng xanh mát hay lắng mình nhìn mặt nước trong xanh, sóng vỗ đều đều sẽ có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn hơn nhiều, vì thiên nhiên giúp làm lành những tổn thương. Hãy cho mình những khoảng lặng giữa vòng quay cuộc sống để về lại với thiên nhiên và nhìn lại bản thân. Chính thiên nhiên sẽ giúp ta xoa dịu những thương tổn đó. Bởi tâm trí không bị nhiễu loạn từ tiếng còi xe, cảm xúc không bị tù túng giữa rừng bê tông,
không khí không bị ô nhiễm vì khói bụi. Khi hòa mình vào thiên nhiên, bạn có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự an tĩnh từ bên trong tâm hồn. Thiên nhiên cũng khiến ta sống bao dung hơn. Con người vốn được sinh ra từ thiên nhiên. Từng tế bào hữu cơ hay vô cơ tạo nên bạn đều có thể được bắt gặp trong bất kỳ thực thể nào. Đặt mình vào giữa lòng thiên nhiên, bạn ngang hàng với mọi sinh vật sống. Trong vô thức, bạn được nhắc nhở về sự không phân biệt, nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Ngay khi đặt chân vào thiên nhiên, chính là lúc bạn đang tự chữa lành những tổn thương bên trong. Chỉ khi lấy lại tinh thần lạc quan nội tại, bạn mới mang đến sức sống tươi mới cho những mối quan hệ xung quanh. Hãy lắng nghe cảm xúc của chính mình để tìm về thiên nhiên kịp lúc. Đối mặt và hài lòng. Đợt đó tôi đến Quảng Bình cùng đội ngũ, cũng là để tổ chức chương trình Yêu Thương và Tự Chữa Lành. Chúng tôi đam mê việc tổ chức những chương trình như vậy, một phần vì nó miễn phí, ai cũng có thể đến được. Người giàu hay nghèo, địa vị xã hội cao hay thấp, đều được đối xử công bằng như nhau. Một phần vì ngày này nhiều người khổ đau và bế tắc đến nỗi, họ không còn tin vào tình thương giữa người với người, hay những niềm hạnh phúc giản đơn là có thật nữa. Dù biết việc làm của tôi và đội ngũ chỉ như hạt cát trên sa mạc, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm cho hạt cát của mình lớn lên mỗi ngày. Những chương trình yêu thương và tự chữa lành như vậy đã được lan rộng đến rất nhiều nơi, kể cả trong và ngoài nước. Sau khi chương trình ở Quảng Bình kết thúc tốt đẹp, chúng tôi cũng chuẩn bị rời Việt Nam sang Hàn Quốc đúng mùa tuyết rơi. Những bông tuyết nhẹ bay, mềm xốp như bông gòn, đường phố, cây cối, cảnh vật được phủ lên một lớp tuyết trắng ngần tinh khôi. Người Hàn Quốc quan niệm rằng nếu ai đó đi tỏ tình khi những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống thì cặp đôi đó sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng những câu chuyện tình yêu hôn nhân của những người phụ nữ Việt ở Hàn Quốc thì lại chẳng mấy lãng mạn và đẹp đẽ như những bộ phim truyền hình. Nhờ việc tổ chức chương trình yêu thương và tự chữa lành cho cộng đồng người Việt nơi đây mà tôi có thêm nhiều góc nhìn chân thực về cuộc sống. Trong các học viên của tôi tại Hàn Quốc, có người vì mưu sinh mà tìm cách ở lại, bất chấp việc có giấy tờ hợp pháp hay không. Lại có người vì muốn chạy trốn những thất bại và đau khổ ở Việt Nam, chạy thật xa, xa đến tận nơi xứ người. Sang đến nơi rồi mới vỡ lẽ, hạnh phúc tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Quả thật, có những thứ tìm sẽ thấy, nhưng cũng có những thứ càng tìm càng mất tâm, như là hạnh phúc chẳng hạn. Một người phụ nữ đã có một đời chồng ở quê nhà. Cô ấy chọn ly hôn trong nước mắt, dù không giành được quyền nuôi con, vì đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt chẳng hề có tình yêu. Cô ấy dành dụm hết số tiền mình có, nộp cho trung tâm xuất khẩu lao động để sang đây. Ai ngờ sang đến nơi thì biết mình bị lừa, không có công việc, không có giấy tờ, không có chỗ ăn, chỗ ngủ, cũng chẳng còn tiền, chẳng có vé máy bay mà về Việt Nam. Cô ấy chỉ đành lang thang trên bờ sông Hàn trong thời tiết giá lạnh. Nghĩ mà thấy tội cho thân mình, chạy trốn từ bế tắc này đến bế tắc khác. May mắn cho cô ấy, có một người đàn ông Hàn Quốc, tuy chẳng giàu sang, cũng đã có một đời vợ rồi, nhưng là người tử tế, động lòng thương cảm mà đưa cô về nhà, rồi cưu mang cô. Dần dần, anh và cô cũng nên duyên vợ chồng. Thế mà suốt bao nhiêu năm, cô chưa từng một lần biết ơn người ấy, vì cô thấy cuộc sống nơi xứ Hàn này của mình vẫn khổ sở và vất vả, y chang lúc ở quê. Hồi ở Việt Nam, nhà chồng cô mở quán ăn nhỏ, ngày ngày dậy sớm, cắt gọt, nấu nướng, tiếp khách, rồi lại dọn dẹp đến đêm muộn. Cô chán ngấy mùi dầu mỡ, chán cả cảnh thức khuya sớm tối vất vả. Thế mà, đến khi lấy chồng mới sang đến Hàn Quốc, người chồng này cũng lại là ông chủ một quầy thức ăn nhanh ven đường,
mọi sự khó khăn như đã biến thành vòng lặp. Thậm chí cô ấy còn sinh ra bực tức, nóng nảy với người chồng hiện tại. Cô đổ lỗi cho anh đã khiến cuộc đời cô chẳng thể thoát khỏi cơ cực. Giá mà anh là một người đàn ông giỏi giang hơn, ít nhất trong việc kiếm tiền. Sau khi kể về câu chuyện cuộc đời mình, cô ấy đã nói với tôi: "Xin chị cho em một lời khuyên, một lối thoát được không?" Em nghĩ em khổ thế là bởi vì chồng cũ của em, vì người chồng hiện tại của em, hay là vì chính em? Tôi hỏi. Cô ấy chỉ yên lặng không nói câu nào. Tôi tiếp tục. Đến khi nào thì em dám đối mặt để tự chịu trách nhiệm với chính mình? Cô ấy vẫn yên lặng. Tôi lại tiếp tục. Đến khi nào thì em chịu nhận ra mình đã quá vô ơn? Lúc này cô ấy không còn giữ được yên lặng nữa mà trả lời tôi. Chị nói em vô ơn sao? Chị không thấy là em đang rất khổ à? Không thấy thương em sao? Ngày nào em hiểu được từ biết ơn, ngày đó em sẽ biết hài lòng và hạnh phúc. Sau đó, tôi đã yêu cầu cô ấy tạm gác mọi câu hỏi cũng như các vấn đề lại, tập trung 100% tham dự trọn vẹn 2 ngày yêu thương và tự chữa lành này. Cô ấy sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cuối cùng, cô ấy cũng đã hiểu rằng không ai có thể mang đến khổ đau hay hạnh phúc cho mình mà chính thái độ, phản ứng của mình mới tạo ra khổ đau hay hạnh phúc. Ngày cô ấy biết thay đổi thái độ, biết quay trở về tự chữa lành những vết thương lòng, ôm ấp quan tâm đến chính mình, học cách biết ơn, sống tích cực và ngừng than phiền, mọi thứ sẽ ổn. Gần đây, cô ấy đã viết cho tôi một lá thư biết ơn và nói rằng cô ấy đã biết vui với những điều rất nhỏ. Giờ đây cô không còn chán ghét chồng hay công việc nấu nướng mỗi ngày nữa. Thay vào đó, từ khi cô biết cười nhiều hơn thì đã không còn những giây phút nóng giận hay khó chịu với bạn đời nữa. Ngược lại, cô thấy rất biết ơn anh vì nhờ anh cưu mang mà cô mới có cuộc sống này. Cuối cùng, cô đã biết hài lòng. Càng dễ hài lòng, càng dễ hạnh phúc. Con xin làm tia nắng, chiếu rọi những tối tăm, sưởi ấm bao giá lạnh, để u ám qua nhanh. Sống trong khổ đau. Những ngày trở lại Hà Nội, tiếp tục gặp gỡ nhiều người đang khổ đau vì tâm bệnh. Như thường lệ, tôi lại có một ca tư vấn về tình yêu hôn nhân. Đạp xe chậm chậm đến văn phòng, băng qua từng con phố đông đúc của thủ đô. Những chiếc ô tô, xe máy lướt qua tôi thật nhanh trong khung giờ cao điểm. Ở thành phố chật chội này, người đạp xe đi làm thật hiếm biết bao. Xe đạp dường như là phương tiện chỉ dành cho học sinh hay những người nghèo khó đêm ngày mưu sinh nơi đất khách xa hoa. Bất chợt, tôi nhìn sang một cửa hàng bán xe hơi trên đường. Đập vào mắt là dòng chữ: đối xử với khách hàng như người thân trong gia đình. Tôi nghĩ bụng, chà, khẩu hiệu hay đó. Nhưng sau nhiều ca tư vấn, tôi lại thấy rất nhiều người đối xử với khách hàng, đối tác vô cùng nhẹ nhàng, tử tế. Còn người thân thì ngược lại. Vì dường như bao năng lượng tích cực hoặc cố gắng tỏ ra tích cực đã được tiêu tốn ở bên ngoài. Và chúng ta thường quay về nhà đối mặt với người thân khi đã sức cùng lực kiệt. Để rồi dễ nổi nóng, ít bao dung và trân trọng những người thường xuyên xuất hiện bên mình. Có lẽ câu khẩu hiệu trên nên được đặt lại là: đối xử với người thân như đối xử với khách hàng. Rồi mỗi gia đình hiện đại cũng đều trưng nó ở nơi trang trọng trong nhà để nhắc nhở những thành viên ruột thịt về sự quan tâm tử tế đến nhau. Đến văn phòng, còn 10 phút nữa là sẽ tới giờ tư vấn. Tôi pha một bình trà táo đỏ lẫn kỳ tử ngon lành, rồi ngồi thưởng thức trong lúc đợi học viên. Đến gặp tôi hôm nay là một cô gái trẻ mới ngoài 20, khá xinh với gương mặt thanh tú, làn da trắng và đôi mắt to tròn long lanh. Em chưa kết hôn nhưng lại đang mắc kẹt trong một mối quan hệ yêu đương. Tôi ngồi yên thật yên, lắng nghe em nói về chuyện tình gian truân của mình.
Em lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ vì không hạnh phúc nên đã chia tay nhau từ lâu. Em hận cha mình vì đã bỏ đi mà bao năm chẳng hề đoái hoài đến đứa con gái nhỏ. Em nghĩ thà không biết cha mình là ai hoặc không có cha còn hơn. Em nhận lời yêu người yêu mình cũng chỉ bởi vì thấy anh ấy rất hiền, lại biết cách quan tâm, chăm sóc. Với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như em, thì việc được một ai đó nâng niu, trân trọng luôn rất tuyệt. Em đắm chìm và nghiện ngập vào cảm giác đó, cho đến ngày anh ta nhẹ nhàng rời xa, chẳng cần một lý do. Em không thể sống thiếu anh ấy, cô ạ. Ô hay, trước đây khi chưa gặp anh ấy, em vẫn sống được đấy thôi. Nhưng em yêu anh ấy nhiều lắm. Vậy em có biết yêu chính mình nhiều không? Cô gái trẻ chẳng thể trả lời câu hỏi của tôi, nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, tôi biết cô ấy đã bắt đầu nhận ra điều gì đó mới mẻ. Trong tình yêu, gắn bó được với nhau thì hạnh phúc, còn ràng buộc với nhau thì sẽ khổ đau khôn nguôi. Nhưng tình yêu cũng giống như lời của một bài hát khá thịnh hành với giới trẻ ngày đấy. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Quả thật, sống trong khổ đau là một năng lực mà chúng ta cần phải có. Vì để có được hạnh phúc đích thực, thì mỗi con người rất cần phải tự mình trải qua khổ đau bằng cách này hoặc cách khác. Tình yêu hay xa hơn là hôn nhân đều có những điều kỳ diệu giúp chúng ta nhận ra rất nhiều điều tốt và xấu của bản thân, giúp rèn luyện bản lĩnh, nghị lực, sự thấu hiểu, hy sinh và bao dung đích thực, giúp tình yêu thương bên trong có cơ hội được trưởng thành sau những vấp ngã lẫn khổ đau. Qua những khó khăn gian khổ, hoặc là bạn sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn, hoặc là bạn sẽ trốn chạy, né tránh và chống đối. Thật buồn là tỷ lệ những người ở nhóm thứ hai luôn đông đảo hơn những người ở nhóm thứ nhất. Vì khi khổ đau, chúng ta có xu hướng dễ dàng đánh đồng mình với những tiêu cực và bế tắc đó. Rất ít người hiểu rằng, dù cho điều gì xảy ra trong cuộc sống, luôn còn những chuyện tốt để bạn tập trung vào. Cái đẹp luôn ở đó khi bạn tìm kiếm nó, giống như bạn nữ trong câu chuyện trên. Có khi việc thất bại trong tình yêu hay một ai đó rời xa cũng là một bài học vô cùng đẹp, bài học tự yêu lấy chính mình. Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến thời điểm nhiều năm trước, tôi cũng đã học được bài học này khi vợ chồng tôi còn chưa hoàn toàn phá bỏ được hết những rào cản và mâu thuẫn với nhau. Tôi cũng ôm cậu con trai nhỏ, lúc đó chỉ khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó, đi chơi, đi du lịch để xả stress. Lúc đó tôi cứ khó chịu với bạn đời, là chẳng nói chẳng rằng, chỉ âm thầm xách vali lên và đi. Tôi nghĩ cách thể hiện đó thật văn minh, đi hưởng thụ như vậy cũng chứng minh rằng tôi yêu bản thân mình thế nào. Nhưng sự thật là, dù tôi đã đi rất nhiều chuyến đi như thế, nhưng chẳng có chuyến đi nào là trọn vẹn hay hạnh phúc thật sự. Cảnh có đẹp mấy, nhưng tôi nào có cảm nhận được là bao. May mắn là dần dần tôi nhận ra yêu bản thân thật sự chẳng hề là việc trình diễn sự hưởng thụ hoa mỹ cho một ai đó thấy, mà là khi ta biết chấp nhận con người thật của mình, cả những tiêu cực hay khổ đau chúng ta đang có, tôn trọng bản thân và đối xử tử tế với chính mình. Chỉ khi yêu quý bản thân, chúng ta mới mang yêu thương đến những người xung quanh. Vì rõ ràng chúng ta chẳng thể chia sẻ với người khác những gì mà mình không có. Giờ đây, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi mỗi ngày là yêu thương và tử tế với chính mình. Một nhiệm vụ xuyên suốt duy nhất, nhưng tôi tin rằng nếu làm tốt, thì đó sẽ là yếu tố quyết định cho thành công, hạnh phúc của mọi điều khác. Tuy nhiên, có người sẽ hỏi rằng, liệu đây có phải lối sống ích kỷ, chỉ biết đến mình không? Sẽ là ích kỷ nếu như chúng ta chỉ vì mình mà làm tổn hại đến các cá thể xung quanh. Nếu chúng ta luôn đòi hỏi, mong cầu những đối tượng bên ngoài phải đáp ứng điều mà ta muốn, bất chấp việc đó có gây ra vấn đề cho họ hay không.
Còn nếu chúng ta biết thương mình, không mắc kẹt quá nhiều vào các ràng buộc bên ngoài, biết tự tạo ra hạnh phúc cho mình, thì đó là điều rất tuyệt. Vì bạn chẳng thể chia sẻ với người khác những gì mà bạn không có. Chẳng thể chia sẻ nụ cười nếu bạn không vui vẻ. Vì thế, cứ hạnh phúc đi để thắp sáng cuộc đời mình và của những người xung quanh. Đừng bao giờ đặt hết tình cảm cho những mối quan hệ bên ngoài, để rồi quên mất người cần được yêu thương, bao dung, an ủi nhất, chính là bản thân mình. Thay vì dốc hết toàn lực để đổi lấy tình cảm của người khác, chúng ta phải dành thời gian yêu cả bản thân mình nữa. Chỉ khi biết yêu chính mình, bạn sẽ nhìn thấy thế giới trở nên xinh đẹp hơn và thôi phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Khi chúng ta biết yêu bản thân mình, chúng ta sẽ dễ dàng thừa nhận những điểm thiếu sót của chính mình và cố gắng sửa đổi chúng. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết cách tha thứ cho chính mình, thay vì chỉ tập trung vào những khuyết điểm đó. Yêu bản thân không đồng nghĩa với việc đòi hỏi mình phải hoàn hảo và không bao giờ phạm lỗi. Hãy chấp nhận con người thật của bạn và tha thứ những lỗi lầm mình mắc phải như cách mà bạn bao dung cho mọi khuyết điểm, sai sót của người khác. Xin tôi đừng trốn chạy bản thân, vùi đời sâu trong gam màu tối, bỏ tâm hồn hoang phế tả tơi, lúc khóc, lúc cười không ai biết, khơi tình yêu như dòng sông lặng, tưới bình yên tươi mát lòng người, để những xót xa ngừng dai dẳng, tia hy vọng chiếu sáng cuộc đời.